vị. Và có lẽ hôm nay cũng là một trong những show cuối năm rồi. Và Thu Phương cũng thấy rằng rất là ấm cúng trong một cái khán phòng rất là tuyệt vời như thế này. Và Thu Phương đã chờ đợi tất cả những người nghệ sĩ đã hát trong phần đầu của chương trình và cứ ngồi đó mãi đến lượt mình, mong được bước ra sân khấu để hát. Tuy nhiên thì Thu Phương thấy rằng quý vị đang vui quá, thành ra nếu mình hát một bài hát buồn xuống thì không biết có sao không? Không sao ạ. Dạ. Vậy là quý vị các chị vẫn đứng đây đúng không ạ? Dạ. Tại vì cái bài hát của Thu Phương sợ quý vị các chị không nhảy được. Dạ. Thành ra thôi thì từ nãy giờ nhảy rồi đúng không ạ? Thì bây giờ nghe một chút cũng được đúng không ạ? Dạ. Thu Phương xin được hát tặng tất cả quý vị các chị. Có lẽ bởi vì do cái không khí của ngày hôm nay bỗng nhiên làm cho mình thấy nhớ về cái nơi mình đã sống và làm việc rất nhiều năm. Và Thu Phương cũng đã xa gần 10 năm rồi. Mỗi lần hát bài hát này thì có rất nhiều kỷ niệm muốn ùa về. Và hôm nay và ngày hôm nay thì thôi chắc xin một bài hát đầu tiên trong phần trình diễn của mình. Mời quý vị cùng thưởng thức, cùng lắng nghe một bài hát rất hay của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Ca khúc Thu Phương nhận được rất nhiều yêu cầu từ phía quý vị các chị. Và xin được mời thưởng thức tác phẩm với tựa đề Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Khăn em bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp. Đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông đêm, khăn em bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp. Đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều